chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Zen TV. Thì trong tập ngày hôm nay, Hữu Quang cùng anh Ngô Hiếu sẽ dẫn quý vị khán giả đi trải nghiệm một căn hộ 2 phòng ngủ cộng tại phân khu cao cấp nhất hiện nay của Vinhomes Park, đó chính là Zen Park. Khi mà ấn tượng đầu tiên của anh vào với những cái tòa tại phân khu Zen Park thì anh thấy rằng là cái số lượng thang máy ở đây khá nhiều. Ví dụ như là tòa R105 này chia làm hai khối thang máy thì anh thấy là mỗi khối là có đến 5 cái thang máy. Tổng cả hai khối nó là 9 thang máy. Thì là làm cho cái tốc độ di chuyển của cư dân cực kỳ là nhanh. Đối với thang máy đây anh đánh giá là rất là nhanh và êm. Và như anh Hiếu có thể thấy là cái bề ngoài của thang máy thì là chủ tư thiết kế theo cái form vàng rất là luxury. Đúng không? Khi mà anh bước từ thang máy ra thực sự là mình cảm giác như là mình đang bước ra từ một cái căn hộ khách sạn 5 sao rồi đấy. Được bề mặt được ốp gạch giả đá cũng rất là sang. Đó. Ngoài ra thì toàn bộ hệ thống thông khí trong Zen Park thì sẽ là điều hòa âm trần. Okay. Rất là thông minh. Khá tuyệt vời. Vâng. Đi ở hành lang anh thấy là khá rộng các bạn ạ. Đối với tiêu chuẩn của bên Zen Park thì hành lang là 1m8. Anh thấy là rất là rộng và sang trọng. Đó. Anh cứ thấy cả cái chiều cao trần này cũng tương đối cao nữa. Đó, so với các phân khu khác. Chiều cao là 2m8. 2m8, các phân khu khác thì rơi vào khoảng 2m6 là đúng không? Đúng rồi. Một cái ấn tượng đầu tiên khi mà bước vào căn hộ ấy, đó là anh thấy rằng ở đây có một cái không gian phòng khách khá là thoáng. Phía này nhìn bao trọn phân khu Ngọc Trai, phân khu biệt thự của Vinhomes Ocean Park. Và hướng, nếu anh không nhầm thì hướng này là hướng Đông Nam, đúng không Quang? Đúng rồi, chính xác đấy. Vâng. Em chia sẻ một chút về thông số của căn này. Như anh Hiếu vào cảm giác rất là rộng, đúng không ạ? Căn này là căn 2 phòng ngủ cộng 1 mà là căn góc đó. Nên là mọi cái tầm view của mình là đều có 3 tầm view. Và diện tích thông thủy của căn này là lên đến 76m2. Nếu mà vậy thì có lẽ diện tích tiềm tường nó sẽ rơi vào khoảng 82m. Dạ vâng, đúng rồi, chính xác anh. Thì ở đây là một cái ban công phòng khách hướng Đông Nam. Thực sự là với cái tầm view này anh nghĩ rằng là đây là view triệu đô. View xuống biệt thự đảo, bán đảo lớn. Gần như là các khách hàng sở hữu chung cư đều có một cái mong muốn nữa, đó chính là xuống thấp tầng. Đó, nên là căn này sở hữu một cái tầm view thấy là rất là đẹp. Ở xa xa kia anh thấy đó là hồ nước ngọt 24,5 hecta, đúng không? Một cái tầm view đúng là triệu đô thật. Phòng khách thì anh thấy là chủ nhà cũng còn trẻ nên thực sự là cái phong cách trang trí cũng tương đối là rất là nhẹ nhàng. Ở đây chúng ta có một cái hệ thống tủ tủ dây khi mà bước vào nhà. Và đây đối diện lành ngay là một hệ thống gương, nó làm cho căn hộ trở nên rất là rộng và mình ra vào thì có thể là sử dụng luôn. Anh khá thích cái gương này bởi vì khi bước vào nhà mình bao giờ mình muốn là mình soi lại xem là mình đã chỉnh chu chưa, ví dụ thế chẳng hạn, hoặc là trước khi đi ra khỏi nhà, trước khi mình đi làm chẳng hạn, mình cũng phải xem lại một chút. Tiếp đến thì có hệ thống gọi là chuông cửa thông minh đó, thì anh có thể là như Hiếu giới thiệu bên ngoài là mình có thể xem ngay là khách nhà mình là ai, hoặc là mình có thể là nhận những cái cuộc gọi từ dưới sảnh lên và mình mở cửa cho bạn bè người thân này hay là khách đến chơi, hoàn toàn với những cái thao tác rất đơn giản thôi là khách có thể lên đến tận nhà rồi. Anh thấy khá là tiện bởi vì với cái hệ thống smart home này, hệ thống chuông hình này, anh khi mà anh mà lên gặp chủ nhà ấy, thì anh chỉ cần đăng ký gương mặt của anh và sau đó thì anh có thể tiếp tục anh đi lên được chứ không phải dùng thẻ hoặc là cần chủ nhà. Thì tất nhiên là anh nghĩ là sẽ giới hạn trong thời gian nhất định, đúng không? Đúng rồi anh, có thể là 7 ngày, 15 ngày hoặc là 30 ngày. Như vậy thì anh nghĩ rằng là nó về cái mức độ kiểm soát an ninh là rất tốt. Rất tốt. Và anh phải công nhận là đó là nó một trong những cái mà thực sự là nó mang tính thông minh và hiện đại. Ở đây thì anh thấy hình như là với cái thiết kế này thì chủ nhà cũng đã thay đổi một chút so với nguyên bản chủ tư rồi. Đó là cái việc mà xuất hiện quầy bar ở đây. Quầy bar đảo bếp ở đây. Thực sự là với khi mà vào một căn nhà ấy, anh thấy cái bếp nào mà có thực sự có một cái đảo quầy bar ở đây thực sự là mình cảm thấy rằng là nó sang trọng hơn so với những căn bếp bình thường và làm cho không gian kết nối. Gia chủ có chia sẻ là ngay trước đây nó sẽ là một bức bức tường để ngăn và gia chủ đã đập ra làm cho kết nối giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách, làm cho căn nhà mình trở nên rất là rộng. Hệ thống bếp thì đều là vẫn là tiêu chuẩn bàn giao của chủ tư Vinhome đó, hệ thống đá bảo lao nhân tạo này. Rồi thì hệ thống bếp rồi gia chủ có thiết kế thêm, đó chính là hệ thống máy rửa bát. Anh nghĩ rằng là máy rửa bát thì là một trong những cái vật dụng mà không thể thiếu trong những gia đình hiện đại bây giờ.
Một cái ưu điểm mà em thấy là gia chủ có chia sẻ đối với căn này ấy, đó chính là bếp ngay gần cái loggia. Đúng. Ngay gần loggia thì sẽ giúp cho mình thông thoáng khí giữa căn nhà, và khi nấu ăn ấy, khi nấu ăn thì mình không bị mùi quá ở nhà. Một trong những cái đặc điểm mà anh thích rất thích ở căn này, bởi vì sao? Nó là một căn góc và nó có hai hướng, thì một hướng đó là hướng đông nam và hướng này hướng đông bắc, thì đây là đều là hai trong những cái hướng mà thực sự là rất là mát mẻ. Anh nghĩ rằng là chắc là mùa hè ở căn này chắc anh không cần phải tốn tiền để bật điều hòa nữa. Đúng rồi, tiêu chí lựa chọn mua nhà là nhất đông nam, nhì đông bắc. Tiếp theo đến khu vực này kết nối ngay đó chính là khu vực bàn ăn. Thì gia đình gồm có 4 người, một cái thiết kế màu cũng rất là sang trọng. Với những căn hai ngủ hai vệ sinh này, anh nghĩ là sẽ sử dụng cho những hộ gia đình khoảng 2 thế hệ là rất hợp lý. Ở đây khi bước vào phòng ngủ thì anh thấy rằng là một là cái không gian ở trong này khá là thoáng. Thoáng. Thực sự rất là thoáng đãng. Ưu điểm của Zenpark đó chính là hệ thống gọi là cửa tràn viền, hay là theo ngôn ngữ của anh mình gọi là cửa panorama toàn cảnh. Toàn cảnh. Gần như là phun từ trần đến sàn, làm cho cái tầm view ở cái phòng ngủ cực kỳ đắt giá, và mình có thể là hưởng mọi cái ánh sáng ở đây. Và có một ưu điểm nữa ấy, đối với Zenpark ấy, thì ngoài cái hệ thống cửa là phun tràn viền như này thì hệ thống cách âm cực kỳ tốt. Anh nghĩ là những cái phào chỉ này chắc là chủ nhà cũng đã thiết kế thêm đúng không? Đây thì nó cũng là một trong những cái điểm nhấn. Vâng. Điểm nhấn theo một cái phong cách tân cổ điển. Tân cổ điển, đúng okay. Phong cách tân cổ điển. Kết hợp với lại hiện đại đấy. Thì đối với Zenpark ấy thì một cái em rất thích nữa đó chính là hệ thống điều hòa âm trần. Nhưng hiếu là nhìn phía trên trần đó. Làm cho căn nhà mình rất là sang trọng và gần như là làm mát cũng như là làm lạnh rất là nhanh. Anh thấy rằng là với tiêu chuẩn bàn giao điều hòa âm trần như bây giờ của chủ đầu tư ấy, thì chủ đầu tư đã sử dụng những cái thương hiệu rất là lớn của Nhật Bản. Đúng rồi. Thực sự là anh nghĩ rằng là tiêu đúng là nó xứng đáng với cái tiêu chuẩn của phân khúc Ruby tại Vinhome Ocean Park. Đối với nhà vệ sinh thì toàn bộ đây là tiêu chuẩn bàn giao của chủ tư. Nó hệ thống sàn chống trơn trượt này, hệ thống lavabo, bồn bệ cùng như là vách kính rất là đầy đủ. Ngoài ra có một cái phần em rất là thích ở đây, đó chính là hệ thống thiết kế, hệ thống cửa rất là thông minh. Mình có thể là dùng để xoay gương. Tủ thông minh. Mình xoay gương hoặc là mình có thể là đây, mình có thể là cất giấu đồ vào đây rất là gọn, làm cho phòng tắm rất là gọn. Anh thấy ở đây có cái thiết bị vệ sinh ấy. Thiết bị vệ sinh khá là cao cấp so với các cái phân khu trước đây. Ví dụ các phân khu trước đây thì đa số là sử dụng ở cái mức ví dụ như là những cái thương hiệu như Toto. Còn ở đây thì đã sử dụng những cái thương hiệu Rohe đấy. Rohe của Đức. Okay. Cực kỳ cao cấp. Anh nghĩ rằng là xứng đáng với một cái căn hộ 5 sao. Ngoài ra ở đây thì gia chủ cũng thiết kế thêm hệ thống gương này. Đó. Em nghĩ là cũng kết hợp một số yếu tố về phong thủy ở đây. Đó. Chúng ta sẽ sang một cái phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ. Tầm view của bên này cũng rất là đẹp. Đó. Phía đông nam thì là view xuống biệt thự bán đảo lớn. Còn phía này thì anh có thể thấy là xa xa là nhà để xe này, bể bơi 4 mùa này. Và phân khu pavilion phía kia. Căn này thì chủ nhà có chia sẻ là bởi vì các bạn còn quá nhỏ, cho nên ở đây thì đã thiết kế gần như là một cái phòng để chơi thôi, chứ cũng không phải, cũng chưa sử dụng để ngủ. Đó. Thì anh nghĩ rằng là với thiết kế căn này thì anh nghĩ rằng với một cái phong cách cực kỳ là nhẹ nhàng và tối giản, thì sau khi mà ví dụ như là sau này ví dụ khách hàng mà có thể sau khi sở hữu căn này thì có thể là trang trí thêm, anh nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Bởi vì đây thì theo chia sẻ của chủ nhà cũng là một cái căn nhà mà thực sự là căn nhà thứ hai, thứ ba của chủ nhà. Second home. Và thực sự là khi mà gần như là cuối tuần thì chủ nhà mới sang đây để mà nghỉ ngơi thư giãn tại Vinhome Ocean Park. Cho nên là anh thấy là rất là còn mới. Mà căn này gần như em thấy là rất là mới luôn. Cũng đầy trang bị, đầy đủ hệ thống rèm, gần như là chủ nhà cũng ở rất là ít. Và một cái phần ưu điểm của Zenpark là có cái phần ban công rất là rộng. Đây. Ở đây thì chủ nhà anh thấy là cũng đã rất cẩn thận, đúng không? Làm cái hệ thống lưới rồi. Cho nên là ví dụ những cái khách hàng mà sau này sử dụng thì có thể là mình có thể tiếp tục sử dụng luôn. Cực kỳ là rộng hiện đại. Đây thì cuộc lâu ra thì gia chủ đã bày biện thêm một chút. Nếu mà anh Hiếu về đây thì anh Hiếu muốn thiết kế khu vực này, anh Hiếu để làm gì? Cái này thì anh nghĩ rằng là anh sẽ thiết kế một, anh sẽ thành một khu rừng nhá. Khu rừng. Và sẽ có một cái thác nước một cái gọi là một cái tiểu bể cảnh. Tiểu cảnh nhỏ nhỏ đó có thác nước chảy. Anh nghĩ là nó cũng là một trong những gợi ý. Sau những cái giờ làm việc, đúng không anh? Anh thấy cái chiều ngang này, cái lô ra này khá lớn so với các phân khu khác. Khá lớn hơn khác thì anh nghĩ rằng là
ngồi phòng khách mà nhìn tiểu cảnh, nhìn cây cối, ngắm cây, thực sự là anh thấy rằng là sẽ có khi mình đi xa cũng muốn mong muốn trở về ngôi nhà mình hơn. Thực sự là một cái nơi, một cái tổ ấm để mình nghỉ ngơi thư giãn. Ở đây thì anh thấy có một cái vệ sinh ở khu vực này, anh thấy là thiết kế ở đây khá là hợp lý. Nhà vệ sinh chung đúng không? Một cái nhà vệ sinh chung. Ở đây thì cũng đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh cơ bản và có một cái bồn tắm đứng, vách tầm cứng đứng ở đây. Thì anh thấy rằng là cái thực sự là những cái sự vật liệu ở sử dụng ở phân khúc Ruby đúng là anh cảm thấy rằng là nó có sự sang trọng hơn, tiêu chuẩn cao hơn các cái phân khu khác. Và có một cái mà em rất thích đó chính là Ruby thì có hệ thống là nước nóng trung tâm. À. Đó là khi về nhà là như mình chỉ cần sau một ngày mệt mỏi là anh không cần phải chú ý về bật nước nóng trước, mình về mình có thể là sử dụng luôn nước nóng. Rất hay. Cũng như là hệ thống bếp cũng là có mình không cần thời gian chờ bình nước nóng phải nóng lên thì mới sử dụng được đúng không? Chủ đầu tư rất là quan tâm đến cái sức khỏe của cư dân. Anh nghĩ rằng là một cái trong những cái mà hay hơn nữa thì đó là khi mà sử dụng cái bình nước nóng trung tâm anh nghĩ rằng là sẽ an toàn hơn. Đúng. Bởi vì vừa rồi một số cái bài báo ví dụ sử dụng bình nước nóng ở tại nhà gia đình có trường hợp dò điện rồi đó. Vừa bật vừa tắm đúng không anh? Đúng rồi. Không tắt. Đúng thì đúng nóng là một cái nguy hiểm này. Thì sau khi một vòng tham quan hết căn 2 phòng ngủ cộng bên Gen Park này thì với cá nhân Hiếu, nếu anh Hiếu là một khách hàng thì anh Hiếu có thể là chi ra bao nhiêu để anh muốn sở hữu căn này? Thực sự là anh cũng chia sẻ thật là khi mà bước vào căn hộ này ấy, thì anh mới thấy rằng là với một cái thiết kế như thế này thì đây đúng xứng đáng là một căn hộ mà đúng là không góc chết. Bởi vì sao? Bởi vì phòng khách này, phòng ngủ này, phòng ăn này và phòng bếp này, tất cả các phòng này là đều có ánh sáng. Và thực sự là ở một cái không gian chung cư ấy, cái việc mà ở trong một cái điều kiện mà đầy đủ ánh sáng, thực sự anh thực sự thấy là đó là một trong những cái điểm cộng cực kỳ quý giá. Với căn này thì anh đánh giá ở cái mức tiêu chuẩn của một cái căn hộ khách sạn như này 5 sao như này, anh nghĩ là xứng đáng với mức giá khoảng 5 tỷ. Đối với căn hộ tại Gen Park ấy, cũng như là Vio Spark ấy, ngoài những cái anh được cảm nhận đó, em với anh vừa trải nghiệm thì mình còn được thưởng thêm trọn vẹn toàn bộ tiện ích của khu đô thị Vinhome, gần như là all in one này, bệnh viện này, trường học này và nói chung là trung tâm thương mại này, biển hồ này, gần như là cái giá trị rất là lớn. Đâu đó căn này không đến 5 tỷ anh ạ. Không đến 5 tỷ. Anh Hiếu bây giờ và quý khán giả nếu quan tâm chỉ cần bỏ đâu đó ra hơn 4 tỷ một chút xíu thôi là anh có thể là xách vali về ở ngay, gia đình mình có thể là xách vali về ở ngay và có thể là cải thiện tạo thêm một phần nhỏ nhỏ thôi cho phù hợp với gia đình mình. Đó. Và nếu quý vị khán giả nào đang quan tâm đến căn ngày hôm nay cũng như là các căn hộ tại dự án Vino Ocean Park thì có thể là liên hệ ngay đến đội ngũ tư vấn của Genen với cái số hotline ở phía bên dưới. Đó. Và video bây giờ chúng tôi xin được kết thúc ở đây và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.